Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ tư ngày 5 tháng 4 năm 2023, từ thành phố Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi tận dụng trong lúc vừa lái xe vừa làm chương trình với quý khán thính giả, vì hôm nay tôi khá bận biểu, nhiều công việc, nên không muốn mất thời gian thì cố gắng tận dụng khi mà còn lái xe. Nên quý khán thính giả cũng thông cảm nếu tôi làm chương trình có điều gì sơ sót thì quý khán thính giả thông cảm giùm cho tôi. Thưa quý khán thính giả, vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương Việt Nam có phiên họp. Trong phiên họp này thì ông Nguyễn Xuân Nam là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Điện lực Việt Nam có làm một bản báo cáo. Trong bản báo cáo này cho biết đó là Công ty Điện lực của Việt Nam EVN trong năm 2021-2022 đã lỗ khoảng chừng 26.000 tỷ tiền Việt Nam, tính ra như thế là hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Chuyện này ở trong nước Việt Nam thì người dân rất hiểu, vì Công ty Điện lực Việt Nam không có tăng tiền điện. Dầu rằng có những lúc xăng dầu tăng lên, hoặc là trong lúc dịch Covid-19, có những điều khó khăn Công ty Điện lực Việt Nam nhất định là chịu lỗ để cho dân ổn định cuộc sống, giá cả bình thường, không có bị lạm phát. Nhưng khi mà thấy chuyện này thì những người ở hải ngoại, những người chống cộng cực đoan, thí dụ như là ông Tôn Thất Sơn ở bên Na Uy, thì lập tức có những bài viết phê phán, bình luận và chửi bới nhà nước Việt Nam cũng như là Công ty Điện lực của Việt Nam. Theo họ thì vì là đỉnh cao trí tuệ của loài người nên làm ăn mà bị lỗ hơn 26.000 tỷ Việt Nam, tức hơn 1 tỷ Mỹ Kim, mà cho rằng như thế là lỗ ít thôi. Vì ông Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Việt Nam nói rằng tiền lỗ như vậy so sánh với thị trường, với bối cảnh của xã hội thì lỗ như thế ít thôi. Tôn Thất Sơn lập tức chuyển những email mà chửi bới nhà nước Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam trên các diễn đàn Việt ngữ Google Mail. Đọc thì mới thấy rằng họ không hiểu như thế nào gọi là sự ổn định của đất nước, cũng như là về vấn đề chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, ở bên Mỹ, ở bên Liên Âu, trong những năm qua, vì vấn đề chiến tranh với Ukraine, giá ga khí hóa lỏng mắc, nên điện lực ở bên nước Mỹ cũng như Âu Châu tăng vùn vụt rất là kinh khủng. Có những người gia đình chỉ có 2 người thôi, mà mỗi một tháng chi trả cho tiền điện là lên tới 500-600 đô la một tháng. Tôi nói thí dụ như của tôi đây ở bên Mỹ, tôi không có ở đây, chỉ để căn nhà trống đó, nhưng mỗi tháng cũng phải đóng hơn 100 đô la, khoảng chừng 149 đô la một tháng, vì họ vẫn phải bảo trì. Thế nhưng mà khi tôi về Việt Nam, tôi ở tại căn hộ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hai vợ chồng tôi ở, mỗi một tháng như vậy chỉ có khoảng chừng 1 triệu tiền Việt Nam, chưa tới 50 đô la mà thôi. Và nhờ giá điện rẻ như thế nên sinh hoạt rất là thoải mái, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng vì giá điện rất là rẻ như thế nên giá cả ở Việt Nam không gặp trường hợp bị inflation, tức là mất giá. Điều này cho thấy rằng là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam trực thuộc nhà nước Việt Nam đã chịu hy sinh để cho đất nước được ổn định về giá cả. Ở trong Việt Nam mới cảm thấy được là việc làm đó rất tốt cho cả dân Việt Nam và cho cả đất nước, nên ai nấy đều ghi ơn. Và cũng chính nhờ như thế thì
vấn đề hạ tầng cơ sở vẫn phát triển, dầu rằng những quốc gia khác vì gặp lạm phát nên bị khựng lại. Việt Nam vì không gặp lạm phát nên phát triển vẫn đều đặn. Năm 2022 là hơn 8.02%. Đó là một con số thần kỳ về phát triển. Nhưng với đầu óc, não hẹp, tâm cùn của những người như Tôn Thất Sơn và những người chống cộng cực đoan không hiểu gì nên phê phán Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Nhà nước Việt Nam là đầu óc của những tên khỉ trên rừng nên không có biết cách làm ăn, lỗ mà còn nói rằng là lỗ ít mà cảm thấy thoải mái. Thưa quý khán thính giả, các lãnh đạo của Công ty Điện lực Việt Nam như là ông Phó Tổng Công ty Điện lực Nguyễn Xuân Nam cho rằng con số lỗ hơn 1 tỷ Mỹ Kim trong một năm như thế là con số ít thôi, thì bản thân tôi cho rằng con số đó như vậy rất là khả quan. Vì sao? Việt Nam có khoảng chừng 100 triệu dân, mà nếu mà chia ra như thế, trong một năm chỉ lỗ khoảng chừng có hơn 1 tỷ Mỹ Kim, thì mỗi một người chỉ có vài đô la. Vài đô la như vậy, nếu mà Tổng Công ty Điện lực Việt Nam áp chế tiền điện tăng lên, cứ mỗi một tháng tăng cho mỗi một căn hộ là khoảng chừng 300.000 tiền Việt Nam thôi là đủ lời, lời lắm rồi. Nhưng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã không làm thế là vì lòng nhân ái đối với những người tiêu dùng. Nên tôi phản biện Tôn Thất Sơn và bè lũ chống cộng cực đoan với não cùn tâm hẹp, không hiểu hết các sự kiện chung quanh, lại phê bình một cách rất là ẩu tả như thế. Thưa quý khán thính giả, đó là câu chuyện của Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Nhân cơ hội mà tôi đang lái xe thì không có cần phải đọc các tài liệu một cách chi tiết, thì tôi cũng xin trả lời một số câu hỏi của một số người gửi đến tôi. Có những người hỏi tôi, anh Hùng à, trong mấy năm qua có một người mà chính chủ kênh ở trong Việt Nam gọi đó là Thím Huỳnh, là một tên bóng xà bang. Tên này cây cú thù ghét anh Hùng cách kinh khủng. Anh Hùng không có làm gì nó hết thì tại sao nó lại thù như thế? Thì có người nói rằng là nó xin ngậm củ chuối anh Hùng mà anh Hùng không cho nên nó thù anh Hùng, phải không? Tôi trả lời, tôi không biết. Tôi không biết là nó bóng xà bang như thế nào, và tôi cũng không biết là nó xin ngậm củ chuối tôi như thế nào. Nhưng nó thù thì kệ nó, nó muốn làm gì thì nó làm. Bản thân tôi chủ trương đó là làm việc đúng. Nếu nó muốn phản biện thì nó phản biện đàng hoàng. Còn nếu nó muốn bịa chuyện vu khống thì đó là quyền của nó. Nó cay, nó cú, nó thù, nó ghét là vì lý do gì thì nó tự biết. Nó có xin ngậm củ chuối tôi hay không thì tôi cũng không cho, nếu nó có xin. Vì nó mà ngậm củ chuối tôi thì củ chuối tôi nó bị thúi quắc à. Và như thế thì tôi không có làm ăn gì được, với bà xã tôi thì không có được đâu. Tôi cũng trả lời với những người hệ đó. Câu hỏi đó tôi xin trả lời, tôi không biết. Nó muốn cay cú, nó thù thì đó là chuyện của nó. Còn nếu mà nó xin ngậm củ chuối của tôi thì tôi trả lời rõ ràng, đó là tôi không cho. Mà nếu tôi không cho nó thù tôi thì cũng chịu thôi, vì củ chuối của tôi chỉ để dành cho bà xã của tôi mà thôi. Nó mà ngậm vô thì nó thúi quắc, hư hết, hỏng chuyện. Câu hỏi thứ hai có người hỏi đó là: như vậy trong những ngày qua, lão Bẩn ở Nam California không dám nhận kèo của anh Hùng nhưng vẫn tiếp tục tấn công anh Hùng, thì anh Hùng nghĩ sao? Tôi cũng xin trả lời, chuyện này đối với tôi rất bình thường, vì trong 10 năm qua hắn thề là phải kiện Hoàng với Hùng cho bằng được. Và hơn 3 năm qua hắn đã thề là ăn hết cỡ ức cộng đồng mạng nếu không kiện được Hoàng Duy Hùng.
Và trong 3 năm qua thì hắn bịa đủ thứ chuyện. Nào là tôi có quốc tịch Cameroon, chui lòn vô Việt Nam, vân vân và vân vân. Không còn cái chuyện nào mà hắn không bịa chuyện nữa. Nên hắn cứ tiếp tục bịa chuyện thì kệ nó, tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm. Câu hỏi thứ 3, trong những ngày qua có ai nhận kèo chưa? Dạ, thưa, chưa có ai nhận kèo cả. Chưa có ai nhận kèo. Và những lời mà tuyên bố tôi không được lái xe này nọ đó, thì rõ ràng là cũng chỉ là bịa chuyện. Như bây giờ tôi đang lái xe đây, xe đang chạy ở trên đường cao tốc 288 ở tại Houston đây. Nên những người não cùn tâm hẹp, thích bịa chuyện vu khống, gặp kèo thì bỏ chạy, nhưng rồi vẫn dai dẳng, đó là chuyện của họ. Thưa quý khán thính giả, đó là câu chuyện ngày hôm nay tôi xin kể đến quý khán thính giả về công ty điện lực của Việt Nam và một vài câu hỏi. Còn nhiều nữa nhưng tôi nghĩ rằng thôi, chắc như thế đã đủ rồi. Bây giờ tôi phải tập trung lái xe mà thôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.